đem ra đi. Ê, hả? Tao thắc mắc hoài không hiểu, sao mày mê mấy cái này dữ vậy, trong khi đó mày không biết nhậu. Những cái thuộc về đam mê, những người thông minh như mày á không có hiểu được đâu. Vậy là mày sai rồi. Tao cũng có đam mê của riêng tao, mà đam mê của tao khác. Đam mê của tao là đường cong và mùi hương. Đó, mày thấy chưa? Nhìn mấy em này còn có hứng. Còn mấy cái này có công dụng gì? Giúp cho người ta xỉn thôi. Mà xỉn làm gì? Để quên đi hiện tại, đúng không? Công nhận á, mày cũng được lắm á. Thiệt, thông minh. Những người sáng chế ra rượu mà nghe mày nói những câu này á, chắc họ buồn lắm. Rượu không đơn giản chỉ là rượu, mà nó còn cả là một nghệ thuật nữa. Mày có biết là ở nước Nga có nguyên một bảo tàng về vodka hay không? Cái này của Nga đúng không? Món này của gì? Cái này của Pháp, Remy. Nhưng niềm tự hào vẫn là của nước Nga. Anh bạn này hình như rất am tường về rượu, có phải không? Hỏi anh bạn một câu nha. Rượu ngoài chức năng làm người ta say còn có chức năng làm gì nữa? À, đôi khi đánh giá tầng lớp của người đó. Câu trả lời rất khá. Lấy cho anh mày chai đó đi. Ê, lấy đi. Có nước cho anh. Rồi em. Nè, nè, mày uống cho em một ly. À, dạ. Đang trong giờ làm việc, em không thể uống rượu. Đó là với những người khác. Không lẽ mày không để mặt anh mày sao? Mẹ, quán mới di kiểu gì kỳ vậy hả? Em xin lỗi, em xin lỗi. Đi đứng không chịu coi trước coi sao? Bộ xin lỗi là xong hay sao? Không lẽ giờ anh ngủ với em một đêm, rồi sau đó nói là xin lỗi sao? Anh ơi, anh đang nói cho đàng hoàng một chút đi. Đàng hoàng cái con mẹ gì? Ước áo của tao rồi nè, đàng hoàng cái gì hả? Anh ơi, từ từ anh ơi. Không mấy anh mặc áo vô đi chứ không cảm lạnh đó anh. Không có từ từ con mẹ gì hết. Bây giờ sao, có xin lỗi không? Hay là đến? Hay là đi với anh? Đi về với anh đi, có gì anh bỏ qua cho. Đi về với anh đi bà cưng. Hả? Anh nên biết tự trọng một chút. Mày là ai mà dám xen vô chuyện của tao? Nè, nè, dừng lại. Dừng lại mau. Có chuyện gì? Tôi là chủ quán bar ở đây. Mấy em nó còn nhỏ, không biết chuyện. Có gì mấy anh bỏ qua cho. Dạ. Có chuyện gì á, chúng ta có thể giải quyết được mà. Mấy anh cũng đâu có muốn làm lớn chuyện để công an kéo tới đây, đúng không? Để là ông chủ quán này tao tha cho mày á. Lần sau mày thấy tao đi cửa trước thì mày đi cửa sau cái chưa? Hay là mình qua bên kia nói chuyện đi. Hôm nay tôi mời rượu, coi như là để chuộc lỗi mấy đứa lính tôi không biết chuyện với anh. Ha, mình đi. Nhớ nha mày. Rồi, ê Bình. Ê Bình, mày đâu vậy? Ê. 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 Anh Bình, anh đi đâu vậy? Yeah.
Em gái tay nghề cũng được lắm á. Ơi, massage thịt ngực cho anh đi cưng. Con khủng kia, mày làm chết chân vậy? Vậy chuyện gì vậy? Quán của ông thuê ở đâu ra cái con tâm thần này vậy? Vậy nó mới vô nghề, xin lỗi cậu nghe. Trời ơi, để tôi dạy dỗ nó lại. Dạy dỗ nó đi. Trời ơi, cái con này, mày dám, mày hả? Tao cảnh cáo mày đó nha, lần sau á mà mày còn đánh khách một lần nữa, tao cho đàn em xử mày luôn đó. Mày mau qua xin lỗi khách đi. Đi. Dạ để nó xin lỗi cậu nha cậu. Chị ơi. Mày mau lên đi, xin lỗi khách đi. Xin lỗi đi. Nhanh lên đi. Xin lỗi nhanh lên. Dạy chỗ cho đàng hoàng. Dạ. Mày muốn quánh tao nữa không? Hả? Mày. Xin lỗi mày. Xin lỗi nè. Xin lỗi mày. Mẹ bớt cùng như mày. Em nghe đại ca. Mày đang ở đâu vậy? Về gặp tao gấp đi. Dạ em giải quyết ở đây xong em về liền. Nhanh lên. Cậu bỏ qua cho em đó nha. Lần này hên cho mày nha mày. Cậu như hôm nay tao xui xẻo đi ra đường gặp chó điên cắn, lần sau á mày không may mắn gì đâu. Nhớ đó. Còn ba, coi mà dạy dỗ nó cho đàng hoàng đi. Dạ. Mẹ bỏ qua nha cậu. Chị có sao không chị? Sao gì mà sao? Có sao là tự nó chuốc lấy hậu quả đó. Tao hỏi nè, ủa mà Khánh Nám nó có thù oán gì với mày? Sao mày đánh nó dữ vậy? Chắc tại tên đó nổi máu dê, hắn định dê chị Liêm nên mới bị đánh như vậy đó. Lần trước nó cũng dê con chứ bộ. Trời ơi, thì làm ba cái nghề này á, khách sợ mót có chút xíu hà. Tụi bay làm như ra vẻ đây là thanh cao lắm vậy á. Còn mày á, tiền thiệt hại hôm nay á, hư bao nhiêu tao trừ lương của mày hết đó. Dạ. Chị Liêm. Chị. Trời ơi, loạn hết rồi. Còn hai thằng bay á, đừng có loạn luôn nha. Vô duyên. Nè, cái cô này, nhìn lại coi. Nè, cô bị điên hả?
Nè, cô dừng lại đi. Hư hết mông của cô rồi. Dừng lại đi, hư hết trơn rồi. Trời ơi, cái cô này cô bị điên hả? Dừng lại đi. Cô nghe hả? Trời ơi, đánh ra coi. Hư hết trơn rồi nè. Dừng lại, đừng có đạp nữa. Trời ơi, hư hết trơn rồi. Dừng lại đi. Cô à, cô bình tĩnh lại đi. Bị điên rồi. Trời cô à, ơi, cô hư hết trơn rồi nè. Cô bình tĩnh lại đi. Trời ơi, banh bông của tôi hết rồi, làm sao đây? Bực bội à. Bộ cái cô này là bạn của anh hả? Dạ, cô là bạn của tôi. Cô có chuyện buồn cho nên bức xúc như vậy, chị thông cảm. Giờ á, anh đền cho tôi đi. Bông của tôi hư hết trơn rồi nè. Thôi được rồi, để tôi đền bù thiệt hại cho chị nha. Nói vậy còn nghe được. Khùng đi vậy thì nhốt ở nhà đi. Vậy ra đường làm dạ. gì? Tổ phá lại phá sớm thôi à. Được rồi, đi được rồi. Khùng gì đâu. Thôi được rồi, tôi đền bù cho chị. Bực bội à. Cảm ơn chị. Cô có sao không? Quán ba này nè đại ca. Lúc trước là do thằng Toàn Sẹo ở xóm Định Miễu bảo kê, nhưng gần đây thằng đó dính vào ma túy sổ khám. Mấy đàn em như rắn mất đầu, nội bộ thì đang lục đục đi xèo. Nếu bây giờ mình bảo kê được cái ba này, coi như có chỗ tiêu thụ hàng ổn định rồi. Được, mày cho tiến hành đi. Nhưng đừng làm quá lên, tránh manh động cho bọn công an. Dạ. Cô uống nước đi. Cô còn nhớ tôi không? Mình đã gặp nhau rồi. Hôm trước tôi đụng vô cô đó. Rồi sau đó tôi đi mua đồ ăn cho cô. Sao cô đi lang thang ở ngoài đường một mình vậy? Có phải cô có chuyện gì buồn không? Nếu cô không ngại thì nói cho tôi biết. Biết đâu là tôi sẽ giúp được gì cho cô. Anh đã nói sẽ giúp tôi đúng không? Giúp tôi đuổi theo chiếc xe đó. Nhanh lên. Tại sao? Quẹo qua bên kia. Anh chạy nhanh lên, coi chừng mất dấu. Rồi bây giờ sao đây? Có theo nữa không? Không cần. Cảm ơn anh. Cô cho tôi hỏi nha. Có phải cô thích tên đó cho nên là theo dõi để đánh ghen đúng không? Anh nghĩ như thế nào thì nó sẽ là như vậy. Tôi không tin. Không tin thì anh hỏi làm gì? À,
Người ta nói là tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về nhà luôn. Không cần đâu. Yên tâm đi, tôi là người tốt 100% mà. Lấy gì để chứng minh điều đó? Thì giúp một người lạ mặt theo dõi một người lạ mặt khác, và bây giờ vẫn còn đang đứng đây để giải thích mình là người tốt. Vậy đã đủ chứng minh chưa? Tạm. Sư phụ, công nhận không khí ở đây vui quá hả? Mày nói cái gì? Trời ơi, anh làm gì mà nói lớn quá vậy? Tại sao ở đây mở nhạc lớn quá vậy? Mở nhạc lớn vậy nhảy nó mới đã. Dạ chào anh. Anh có phải là anh Sáu không ạ? Dạ tôi đây. Anh Tuấn nói là đợi anh Tuấn một chút xíu. Anh Tuấn đang trên đường về. Em xin phép mời anh qua đây ngồi đợi anh Tuấn nha. Dạ. Mời anh. Đi. Đi. Mời anh ngồi. Dạ. Mời hai anh ngồi ở đây đợi anh Tuấn một chút xíu. Anh Tuấn về liền. Rồi rồi rồi. Hai anh cứ chơi thoải mái nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ xin phép. Dạ. Dạ. Anh không ngờ mình là ân nhân của ông chủ á, được tiếp đãi giống như là khách vờ y bờ luôn. Nè, mày đừng có quên là mình tới đây để xin việc làm nữa. Em biết rồi. Anh này hay là mất hứng quá à. Mình vui được lúc nào hay lúc đó đi. Bỏ chân xuống. Chào các cậu. Dạ. Chào anh. Xin lỗi, tôi có việc nên về trễ chút xíu nha. Dạ không sao, tôi mới tới thôi. Hai cậu ngồi đi. Dạ. Dạ. Công nhận quán bà của ông chủ lớn đẹp quá hả? Nếu cậu thích á là được rồi. Tôi sẵn đây ha, để tôi mời hai cậu ly rượu. Uống rượu hả? Rồi sau đó quản lý của tôi á sẽ sắp xếp công việc cho hai cậu nha. Anh uống rượu. Em ơi. Dạ anh Tuấn ngồi em. Dạ anh dùng gì? Trời, con sư tử. Ê, thôi đi. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Người như vậy không biết sao ở đây nữa. Ủa, mọi người quen biết nhau hả? Dạ, dạ quen chứ. Không ngờ quán bar của mình á mướn một người vừa đẹp mà vừa hiền lành như vậy nữa nè. Cô Hạ này á cũng mới vô làm thôi. Nếu vậy á, có gì mọi người giúp đỡ nhau nha. Dạ. Em ơi, em lấy cho anh một chai whisky. Dạ. Chai rượu mà anh để trong tủ rượu riêng của anh đó nha. Dạ. Để anh lại khách quý. Dạ. Nha. Chai whisky đó nha. Anh, em đi đây xíu nha. Đi nhanh nha. Cái cậu đó có vậy mà vui tính ha. Dạ. Ê. Không ngờ tôi gặp con sư tử ở đây. Nè, ha. Nè, buông ra con. Nè. Gì? Nói cho Cưng biết nha. Nhìn tới nhìn lui á thì chị cũng lớn tuổi hơn Cưng á. Dạ. Ăn nói cho cẩn thận nha, không thôi chị tát một cái là không còn ra ăn cháo á. Cái chuyện lớn tuổi hơn mình bàn sao đi ha. Nè, hồi nãy ông nghe á, tôi khen bà chị với ông chủ quán ba hả? Vừa xinh đẹp, vừa hiền lành nữa. Làm như thân thiết lắm vậy. Nè, tốt nhất á, uống xong thì biến đi nha. Nhìn chướng mắt. Biến đi hả? Không có chuyện đó đâu. Từ ngày mai á, tôi sẽ làm ở đây nè. Cái gì? Có thể nói á, vị trí nó quan trọng lắm. Dưới một người mà trên vạn người, có thể làm sếp cô chẳng hạn. Đến lúc đó hả, cô nằm trong lòng bàn tay của tôi, muốn bóp là bóp, muốn buông là buông. Từ con sư tử trở thành con mèo nha cưng. Cái thằng này.
Cậu thấy môi trường ở đây sao? Có hợp với cậu không? Dạ. Ở đây á, mọi người đều làm việc rất là tích cực, rất là hăng hái vui vẻ. Từ từ á, rồi cậu sẽ quen thôi ha. Dạ. Cảm ơn anh. Nè, có phải có ơn là phải trả không? Anh muốn gì? Tôi tên An Khánh. Cô cho tôi biết số điện thoại và tên của cô, đó cũng là cách trả ơn. Tôi tên Liêm. Tôi không có điện thoại. Và nếu như không có chuyện gì thì anh về đi. Vậy mình còn gặp nhau chứ? Tôi không biết. Tôi đi về nha. Bắt được rồi. Từng đánh đập chị. Nhưng mà chị tin tình yêu của mình có thể thay đổi được ảnh. Dù sao làm người cũng phải có đức tin mà. Phải không em? Em không tin đâu. Liêm. Ê, Liêm. Tôi biết cô chưa có ăn gì, cho nên tôi chạy đi mua đồ ăn cho cô nè. Anh uống hết rồi kìa, vô nhà đi. Anh lau đi. Cảm ơn cô. Cô biết chăm cứu nữa. Tôi cũng biết một chút. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì. Mưa đẹp quá. Người gì mà lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng hết trơn á. Tự nhiên bỏ đi đâu mất tiêu à. An Bình ơi là An Bình. Trời ơi anh Bình ơi. Chị nghĩ chị còn tư cách đứng đây đợi anh Bình hả? Mọi chuyện cũng tại chị hết á. Tại cái tính hậu đậu của chị mà anh Bình mới bị bọn giang hồ kiếm chuyện. Tôi nói cho chị biết, anh Bình mà có gì hả, tôi không để yên cho chị đâu. Chị rất là mệt, không có hơi sức đâu mà cãi nhau với em. Phải rồi, muốn cãi cũng đâu có lý đâu mà cãi. Nếu mà em dư năng lượng như vậy á, thì đi kiếm anh Bình đi. Đứng ở đây nói chuyện không đâu vào đâu à. Anh Bình. Anh Bình, anh đi đâu vậy? Em gọi hoài không được. Anh làm em lo chết đi được á.
Nói quá à. Anh Bình, anh đi đâu mà em tìm anh khắp nơi á? Em vừa về tới nhà là anh về liền. Có phải bọn giang hồ hồi nãy chặn đường kiếm chuyện với anh không? Anh không sao. Còn nói là không sao nữa, nhìn sắc mặt của anh kìa, không có tốt chút xíu nào hết á. Giống như là bị... Anh đã nói là không sao rồi mà. Anh xin lỗi. Anh Bình, anh Bình. Bắt nè, người đàn ông hôm trước mà anh nói đó, hôm nay ông ta có giới thiệu tới một người để giảm lại hành xâm con đích. Anh tranh thủ lấy được ít thông tin như cậu dặn. Ngày mai em tranh thủ ghé qua lấy nha. Dạ được, ngày mai em sẽ ghé liền. Cảm ơn anh. Cuối cùng ta cũng đã tìm được tụi mày. Cô biết tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi hay không? Anh giả vờ khen hình xăm nó đẹp đó, xin chụp lại một tấm hình làm mẫu. Lúc đầu hắn ta không chịu, nên anh phải nói chụp lại để làm mẫu, chứ không có xăm cho người ngoài, để sau này biến tấu thành hình khác, lúc đó hắn mới cho chụp. Đây là số điện thoại và địa chỉ liên lạc của hắn mà anh lấy được. Nhớ đừng có làm gì manh động. Anh thấy nó không thích khi ai đó hỏi về hình xăm của nó. Dạ. Liêm, mở cửa. Liêm, Liêm, mở cửa. Liêm, có chuyện gì vậy? Trời ơi, tôi khổ cô quá mà. Tại sao vậy hả? Sao cô cứ kiếm chuyện quýnh lộn với người ta hoài vậy hả? Bà Lệ mà gọi điện thoại mà mắng vốn tôi đi nè. Bà nói cô á quậy banh chành tăng tành cái tiền của bà hết trơn á. Chuyện tôi làm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Cô lấy cái gì chịu trách nhiệm? Bà nói hả, bà trừ hết vào tháng lương đó. Rồi cô lấy đâu mà đóng tiền nhà, tiền ăn? Rồi cô nên nhớ, tìm người thân cũng phải cần tiền đó. Vậy bà muốn tôi phải làm sao? Bà nói đi. Trời ơi, giờ cô hỏi muốn sao nữa. Alo. Dạ. Không có, em tưởng là mấy đứa lính lát của em. Dạ, em mới đi gom tiền lãi về nè, tính đem qua anh nè chứ. Dạ. À mà nè, tháng này á anh phải bồi dưỡng thêm cho em đó nha. Trời ơi, đi tới đi lui nó muốn khan cổ họng luôn á. Mấy con nợ mới lòi tiền ra đó chứ. Với lại cho gian lời cắt cổ tổn thọ lắm đó anh. Dạ, anh hứa rồi đó nha. Rồi, anh đi massage đi. Chịu em đem tiền qua. Dạ. Đồ chết bầm. Tao là tao để mặt tiền thôi đó nha, chứ không hơi đâu mà tao dai giùm tụi mày. Bà Chói, bà cũng quen nhiều tụi giang hồ lắm hả? Nhiều nhưng mà không có nhiều, nhưng mà đủ quan hệ thôi. Mấy đứa này á là bảo kê cho tao.
những con nợ nào mà không chịu trả, nó đi đời dùm. Ông anh nè. Chị, mà chị thiệt là chăm chỉ đó nha. Lúc nào em cũng thấy chị làm gì không hở tay luôn á. Mà hồi sáng giờ chị làm bao nhiêu khách rồi? Chị đâu đếm khách để làm gì? Trời đất ơi, tại sao chị không đếm khách? Bà Lệ bà sẽ ăn gian chị đó. Cái bà đó nha, nổi tiếng là chuyên ăn chặn ăn bớt tiền của nhân viên luôn đó. Em nói thiệt với chị nha, nếu như mà em tìm được chỗ nào tốt hơn chỗ này, em sẽ nghỉ làm ở đây liền. Vậy tại sao em không nghỉ? Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà thằng em của em nó vừa vô đại học, còn biết bao nhiêu thứ phải lo. À, em còn đang tính đi massage riêng ở ngoài nữa đó. Massage riêng? Đúng rồi. Massage riêng là làm sao? Có nghĩa là mình sẽ đi tới tận nhà của khách để massage cho người ta. Nhưng mà làm một thời gian rồi tụi nó cũng nghỉ hết trơn à. Tại sao vậy? Thì tại vì phần đông á, đa số khách hàng ở đây là những người giang hồ xăm trổ đầy mình, gớm ghiếc lắm. Đã vậy á, nhiều khi mấy thằng cha đó còn sàm sỡ mấy người nhân viên massage nữa đó. Nên dù cho kiếm được nhiều tiền, nhưng tụi nó cũng rất là sợ, làm một thời gian là nghỉ hết à. Vậy em đã biết như vậy, vậy sao em còn muốn đi làm? Em cũng nghĩ như vậy thôi, chứ em cũng không có dám. Tiền á, ở trên đời này ai mà không tham. Nhưng mà có tiền mà không có mạng để hưởng thì cũng như không à. À, phải chi ha, em mà giỏi giỏi như chị á thì em làm liều luôn. Ít ra thì mình cũng có dài đường để mà mình phòng thân chứ bộ. À trời đất ơi, em quên rồi. Em phải đi liền kiếm cái gì ăn. Để không á, một lát nữa khách vô, không á, không có đồ là bà Lệ bà chửi em nữa đó. Em đi nha chị. Mai cho em á là tháng này em làm siêng năng, trừ hết tiền bồi thường ra thì còn một ít nè, cầm đi làm ơn làm phước á. Mai mốt có đi làm á thì đừng có quậy chỗ tôi nữa, nếu không á đừng có nói tôi là không nể tình rồi đuổi cô đó nghe. Tôi muốn xin nghỉ. Cái gì? Cô nói cái gì? Kể từ ngày mai tôi sẽ không đi làm nữa. Nè, cô tưởng chỗ này là chỗ nào chứ? Muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ à. Không có dễ dàng như vậy đâu. Ăn chút gì đi anh. Sáng giờ anh có ăn gì đâu. Mày ăn trước đi, tao chưa đói. Anh, em thấy mình tìm vậy á đâu phải là cách đâu. Cứ mặc kệ tao đi, mày không cần ngồi chờ với tao đâu. Anh Sáu, em rất cảm ơn anh vì chuyện tối hôm qua nha. À, không có gì, chỉ là tôi là bảo vệ mà. Sao cũng được, nhưng mà em cảm ơn anh rất nhiều. Trời ơi, ba cái chuyện đó đối với sư phụ tôi á chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhầm nhò vậy ba cái thế giỏ đơn giản đó. Thôi em vô làm đi. Dạ anh vô đi.
Đi vô coi xe đi. Đứng xử đó đó làm gì? Hả? Quên ha. Anh Khánh, xíu nữa anh có đi ăn với tụi em không? Hôm nay đội 4 khao vụ án bắt được Bình Gấu. Thôi, bữa nay anh mệt, chắc là về nhà nghỉ ngơi một chút. Anh em đi chơi vui vẻ nha. Ok anh, lâu lắm anh em mới tụ tập, mà lại thiếu anh. Thôi để lần khác đi, mấy hôm nay công việc căng thẳng quá. Vụ hai đá phải không anh? Ừ. Hắn sẽ không thoát được đâu, sớm muộn gì hắn cũng bị anh em mình tóm thôi. Vậy thôi, em về trước nha. Ừ. Bình. Hả? Tràn ra ngoài hết rồi kìa ba. Mày bị cái gì vậy? Mày đã pha chế sai rồi, còn không tập trung nữa. Thường ngày mày đâu có bị vậy đâu. Hay là anh bệnh rồi? Để em đưa anh về nha. Không, anh không sao. Còn nói là không sao nữa. Mặt mũi bần thần như vậy á, chỉ có biểu hiện của mấy người bị bệnh thôi. Hay là mày tương tư cô nào rồi? Nè, em còn sống sờ sờ ở đây mà anh tương tư ai? Hai người đi làm việc đi được không? Đừng có kiếm chuyện nữa được không? Hả? Nhưng mà quá. Vậy em đi. Mày có muốn thử nắm đấm của tao không? Hả? Mày ngon rồi, mày dẹp đi. Ủa, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông đủ quá vậy? Dạ, tụi em giỡn. Giỡn cho vui thôi. Ờ, thôi, đi làm đi em. Ờ, lẹ đi. Nè. Tụi giang hồ hôm trước á, có ghé làng khó dễ cậu không? À, dạ không có. Nhưng mà đám tụi đó là ai mà không hết vậy anh? Trước đây á, có một đám bảo kê ở quán mình. Nhưng bây giờ tụi nó dính đến pháp luật, bị ở tù hết rồi. Có lẽ chính vì vậy á, anh nghĩ tụi này á đánh hơi được thông tin, đến đây muốn kiếm chuyện á, để hòng kiếm một chân bảo kê quán bar của mình đó. Anh Tuấn nè, anh có biết gì về tụi này không? Mấy thằng hôm trước á chỉ là đàn em thôi, còn thằng đại ca có hẹn anh bữa nào gặp mặt. Tụi này á cũng là những tên đầu gấu rất là lì lợm. Nghe đâu á tên đại ca cũng vừa mới ra tù á. Anh Tuấn nè, mình có thể nhờ công an can thiệp vào chuyện này mà anh. Có những chuyện không phải lúc nào cũng nằm giữa trắng và đen. Thằng em á cũng nên cẩn thận, đừng có đụng vào đám tụi nó, chỉ tội làm hại bản thân mình thôi. Anh sẽ tự có cách giải xếp vụ này. À, một lát á anh tiếp khách, em xếp cho anh một chai whisky nha. Dạ. Ừ, thôi em làm việc đi. Vậy nha. Được rồi. Mình phải tìm hiểu về bọn này, nhất định bọn này có liên quan tới gia đình của mình năm xưa. Anh Bình nè, mẹ kêu em đem đến cho anh đó. Đừng có nói là anh không muốn ăn nha. Anh không đói. Trời ơi, cả ngày trời anh không có ăn cơm ở nhà rồi. Nếu mà anh không ăn làm sao có sức để làm gì? An Nhi nè, sức khỏe của anh tự biết mà, em không cần quan tâm. Anh cứ như vậy không hả? Ok, nếu mà anh không ăn á thì em sẽ bác mẹ chuyện ẩu đả ở trong quán bar. Khoan đã,
anh sợ em luôn á. Như vậy ngay từ đầu á thì tốt rồi, lúc nào cũng muốn chống đối em hết. Em đi làm việc nha. Bà đừng có hễ một chút á là la làng như vậy được không? Ai mà biết, tự nhiên nó nghỉ ngang vậy. Gà của bà không biết thì ai mà biết. Lúc đầu á bà dẫn nó lại đây, bà nó ngon nó ngọt lắm mà, đánh khách của tôi nữa, mà tôi có nói gì đâu. Giờ bà muốn trở quẻ là trở hả? Được rồi, tôi đang ở gần nó nè, để tôi nói chuyện với nó, rồi tôi đang nghĩ nó qua làm với bà, được chưa? Tôi không biết, bà nói sao thì nói. Nó mà có trở lại làm á thì không có được đánh khách lần nữa đó nha. Nếu mà còn một lần nữa là tôi không có bỏ qua đâu. Bà bớt nói chuyện chút xíu đi, bà nói nhiều quá, cái miệng bà mỏi, không biết ai massage cho bà nữa. Nhớ đó nghe. Đó, cô có nghe không? Cô làm á, cô gây phiền phức cho tôi biết bao nhiêu mà nói. Tại sao cô kỳ vậy? Cứ chứng nào tật nấy à. Cô muốn làm cái gì cũng phải nói cho người ta biết trước biết sau chứ. Cô đừng có tưởng cô im lặng như vậy tôi để yên cho cô nha. Vậy chứ bà muốn tôi phải làm sao? Cái câu này tôi muốn hỏi cô mới đúng đó. Đang yên đang lành tự nhiên nghĩ là sao? Bởi vì tôi không thích làm ở chỗ đó nữa. Chỗ đó có gì mà không phải, có gì mà không tốt? Lương cao nè, nhàn hạ nè, ai ăn hiếp cô, ai làm gì cô? Chỗ đó tốt hay xấu bà là người biết rõ nhất. Khổ quá mà, không massage chứ làm gì? Rồi không muốn kiếm tiền nhiều để tìm người thân hay sao? Tôi vẫn sẽ làm massage, nhưng mà tôi sẽ không làm ở chỗ đó nữa. Không làm chỗ đó, không làm chỗ đó, làm chỗ nào? Massage ở đâu? Có phải bà có nhiều mối quan hệ trong giới giang hồ không? Ừ. Tôi muốn đến tận nhà họ để làm. Hả? Cô nói sao? Cô chịu tới nhà làm cho người ta hả? Trời ơi, em chịu tới nhà người ta làm sao em không nói sớm? Chị mà biết em nói sớm như vậy hả, chị xúi em á, nghĩ chỗ làm mà lệ mất tiêu rồi. Làm á, tới nhà người ta làm đó hả, tuy là hơi cực nhưng mà nhiều tiền lắm. Bà sắp xếp giúp tôi, tôi sẽ ưu tiên làm cho những người có hình xăm trước. Ê, tưởng gì, chuyện đó dễ ẹt. Giang hồ nào mà không có hình xăm hả em? Sợ lúc đó hả, em làm không nổi luôn á chứ. Liêm. Ủa? Chào chị. Ai đây? Em đang có khách hả? Không có. Chị Quang Liêm nói chuyện chơi đó mà. Chị là chủ phòng trọ này nè. Còn em là... Là anh Khánh. Ảnh là bạn tôi. Quá dễ sợ nha. Có bạn đẹp trai phong độ vậy mà không chịu nói cho chị nghe gì hết trơn à. Bà chói, hình như bà nói bà có chuyện cần phải đi mà, đúng không? Đâu có, bữa nay đâu có gì để làm. Tôi nhớ là có mà. Chị hiểu ý em rồi. Chị đi liền. Trời ơi, đẹp trai quá trời luôn. Cảm ơn ta chị. Mai mốt á, tới đây á, mua hai phần nha. Nhà chị ở đằng trước kìa. Nhớ nha, chị đi nha. Ý quên lấy điện thoại. Đẹp trai quá à. Anh đến sao không gọi cho em biết trước? Anh đâu có số điện thoại của em đâu mà gọi. Anh đi làm, tiện thể mua cái này cho em nè. Anh ngồi đi. Vậy anh tới kiếm em có chuyện gì? Thì tới đây mua cái này cho em thôi đó. Anh thôi em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em tính nói cái gì? Ống nước của em bị hư mà em không biết sửa. Hay là nếu như anh biết, anh có thể sửa giùm em không? Được, được mà, để anh sửa cho. Mà khoan đã, chuyện anh định nói với em là chuyện gì?
Anh tính hỏi em là có chuyện gì cần giúp không, anh giúp cho. Thôi để anh vô sữa uống nước cho em. Có cần em phụ không? Được rồi, bây giờ em ra mở nước đi. Dạ. Rồi em mở nước rồi đó. Được rồi đó. Em cảm ơn anh. Sao anh tạt nước em? Cho nó mát. Vậy thì em cũng tạt cho nước nè. Anh ăn đùi gà đi anh Bình. Gà ngon lắm á. Anh ăn cánh gà đi, cánh gà ngon hơn, món khoái khẩu của anh mà đúng không? Thôi được rồi. Anh ăn cà chua đi, ăn cho đẹp da. Em làm như anh Bình là con gái chắc. Ủa, con gái con trai gì mà không ăn được. Anh Bình, anh ăn canh không? Em lấy canh cho anh ăn nha. Thôi, vậy đủ rồi. Hai đứa làm cái trò gì vậy? Để cho ông Bình nó ăn tự nhiên đi. Bỏ đầy chén vậy thì ăn cái kiểu gì? Anh... Bình à. Dạ. Công việc ở quán bar của em vẫn tốt chứ? Mọi chuyện vẫn bình thường, vẫn rất tốt. Ở đó có rất là nhiều thành phần giang hồ hay gây rối và trục lợi. Nếu có khó khăn gì thì báo cho anh biết. Nhiều khi mình không giữ hòa di quý được thì cần tới pháp luật để mà can thiệp. Con nói cái gì mà có vẻ nghiêm trọng dữ vậy Khánh? Phải đó, chỗ con làm đang gặp khó khăn hả? Dạ không ba. Chẳng qua là dạo này sức khỏe của con không được tốt, cho nên nhìn cũng hơi bần thần. Nên hai em cứ nghĩ là anh có chuyện. Em thấy sức khỏe của anh tốt mà. Nhưng mà hả, từ sau cái vụ đánh nhau ở quán bar, em mới thấy anh vậy luôn đó. Mà em đã nói với anh rồi, bộ anh sợ tụi nó hả? Có gì thì cứ nói với em một tiếng, em cho đám bạn của em sửa đẹp cho anh coi. Lại có vụ đánh nhau nữa hả An Bình? Dạ không ba, chỉ là một xích mích nhỏ thôi. Giờ mọi người đã dàn xếp được rồi. An Hà chỉ làm rối mọi chuyện thôi. Con à, nếu thấy chỗ đó còn ổn thì nghỉ đi con. Chứ thấy mấy đứa làm trong môi trường như vậy, mẹ lo quá à. Dạ, con biết sắp xếp mà. Mẹ cũng đừng quá lo. Thôi, con xin phép con lên phòng trước. Con à, có thật là nó không sao không? Chắc không sao đâu mẹ. Nó lớn rồi, nó biết tự chăm sóc bản thân và làm như thế nào để có lợi cho mình. Đẹp. Tìm Liêm hả? Dạ đúng rồi chị. Liêm nó đi làm rồi. Khách mới điện thoại cho nó đi liền á. Liêm có điện thoại à? Ừ. Chị có số điện thoại của Liêm không? Cho em đi.
Đâu có, Liêm nó không có xài điện thoại. Người ta gọi cho chị kêu nó. Nó làm massage ở tận nhà người ta, lúc chỗ này lúc chỗ khác. Đừng tìm, không biết đâu mà tìm. Liêm làm massage? Ừ. Ủa, Liêm nó không nói với cậu hả? Ờ, dạ có. Liêm có nói với em. Ừ. Gia đình của Liêm ở dưới quê như thế nào? Hoàn cảnh sao chị có biết không? Trời ơi, chuyện của con Liêm đó hả? Chỉ có ông trời mới biết. Nó hả, tối ngày lầm lì lì, không có nói ra tiếng nào hết trơn á. Còn hả, lúc lên cơn hả, gặp người nào đánh người đó. Nên chuyện của nó, trừ khi nó nói, chứ không ai dám hỏi hết trơn á. À mà em đẹp trai nè, em là người Sài Gòn hả? Ờ. Em làm gì vậy? À, nhà ở đâu? Ờ, dạ. À, chờ một chút nha. Alo. Cái gì? Mày thấy hai vợ chồng nó về rồi hả? Trời ơi, hai vợ chồng nó gan quá ha. Dám về hả? Được rồi, tao qua liền. Để coi kỳ này hai đứa đó làm sao khất nợ tao được nữa. Về đi, đừng có chờ, biết chừng nào nó về. Liêm, em về rồi hả? Sao anh lại ngồi đây? Ừ, anh muốn gặp em, nhưng mà không biết cách nào để liên lạc được hết, cho nên anh đến đây ngồi chờ. Tìm em có chuyện gì không? À, anh có mua hủ tiếu cho em nè, nhưng mà bây giờ nó nguội ngắt rồi. Em sẽ ăn mà. Ờ, ngày mai em có thể cho anh một buổi được không? Anh tới rồi hả? Bộ mặt em dính gì sao anh nhìn em dữ vậy? Đâu có, tại hôm nay anh thấy em đẹp quá. Giờ mình đi nghe. Ừ, để em khóa cửa. Ừ. Bây giờ mình đi đâu hả anh? Em yên tâm đi, anh không bắt cóc em đâu mà em sợ. Con quỷ, thì ra bữa nay đi với trai mà không chịu làm. Nghèo mà còn mày đặt yêu với đương. Bữa nay mày nghĩ làm hả mày? Ngày mai tao nhận khách gấp đôi, cho bỏ cái tật mê trai. Quỷ. Đi thôi anh. Đây, xin mời. Anh không biết là em thích ăn loại kem nào, cho nên anh mua cả hai loại. Em chọn đi.
Em đâu có biết chọn màu nào đâu, bởi vì em chưa có ăn cái này bao giờ hết. Em chưa từng ăn kem à? Ừ. Từ nhỏ tới lớn luôn. Thiệt không vậy? Em không biết ăn kem, có sao không anh? Ờ, không có gì. Ờ, chứ anh hồi nhỏ anh thích ăn kem lắm, ăn tới nỗi béo phì luôn đó. Mẹ anh sợ quá, cho ăn một tuần chỉ cho ăn có một lần thôi. Cười gì vậy? Tự nhiên em nghĩ lúc nhỏ anh mà béo phì như vậy á, nhìn chắc là dễ thương lắm á. Ừ. Vậy thì anh sẽ ăn luôn phần này của em đi, để cho anh bị béo phì luôn. Lúc đó em sẽ thấy anh dễ thương lắm. Em chưa từng ăn kem bao giờ, lẽ ra anh phải nhường em luôn hai phần mới đúng. Được rồi, nhường cho em hết hai phần. Vậy anh đút cho em ăn nha. Em tự ăn cũng được mà. Sao vậy? Lạnh quá. Tới loại này nha. Anh cười gì vậy? Vì vui. Em có thích tới chỗ này không? Em thích lắm. Không khí ở đây thật trong lành và bình yên. Ở đây chỉ còn thiếu tiếng chim hót nữa thôi thì rất giống với núi rừng ở nơi em sống. Vậy em là cô Sơn Nữ rồi. Sơn Nữ là gì hả anh? Là cô gái của núi rừng. Hồi nhỏ anh với mấy đứa em thỉnh thoảng trốn học ra đây chơi thả diều. Có hôm chơi trốn tìm, có lần đứa em gái của anh chạy trốn, không biết nó trốn ở chỗ nào mà anh với đứa em trai tìm hoài không ra. Lúc đó anh với thằng em trai mặt mày xanh lè xanh lét hết vì sợ nó bị bắt cóc. Rồi chia nhau đi tìm, mà lúc đó anh cũng không dám báo cho ba mẹ biết nữa. Rồi sao nữa anh? Thì vẫn phải đi tìm chứ sao. Cuối cùng em biết không, tìm nó trong bụi cây, nó trốn rồi ngủ quên trong đó luôn. Trời ơi. Anh tính là hả, gặp nó sẽ cho nó một trận đòn, nhưng mà nhìn mặt mũi nó lắm đêm, anh vừa giận lại vừa thương. Bữa đó cũng vì kiếm nó, ba anh em về nhà trời tối mịt rồi, ba anh giận quá bắt ba đứa quỳ gối cả buổi tối luôn. Mà trách nhiệm nặng nhất là anh nè, bởi vì anh là anh cả mà không biết làm gương cho em Út. Nhưng mà bộ lúc đó em gái anh không có nói đỡ cho anh với ba anh hả? Nó mà nói, nó không chọc ghẹo anh á là anh đã mừng rồi. Chứ ở đó đừng có mong mà nó nói giúp anh. Nó giống như cái kiểu mà có phước cùng hưởng, mà có họa thì một mình anh gánh chịu vậy đó. Còn em, em kể cho anh nghe vậy một chút đi. Lúc hồi còn ở dưới quê với thầy cô, em cũng có một người anh trai. Mặc dù ngoại hình của anh ấy khiến cho mọi người phải xa lánh, nhưng mà anh ấy có một tấm lòng rất là tốt. Và đối với em, anh ấy luôn có một trái tim rất ấm áp và luôn bảo vệ em. Đôi khi em nghĩ anh giống hệt như một thiên thần hộ mệnh của em vậy.
Em có từng nghe người ta nói cặp mắt có thể diễn tả được nhiều điều hơn những gì người đó nói không? Anh luôn muốn bước vào thế giới của em thông qua đôi mắt này. Mặc dù em không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được sự bất ổn lúc nào cũng bủa vây em. Vậy thì từ bây giờ, em cho phép anh được làm thiên thần hộ mệnh thứ hai đi bên cạnh em có được không? Mình đi đi anh. Bởi vậy mới nói, trước sau gì mấy con này cũng chết vì trai. Bỏ công ăn việc làm, đi đến giờ này còn chưa về nữa. Ơ mà không, lỡ mà nó đi khách với thằng này, ém tiền bỏ riêng, vậy là nó qua mặt mình rồi. Không được, phải đợi nó về, mình hỏi ra lẽ mới được. Mày ha. Bữa nay đi chơi như vậy em thấy có vui không? Đó, lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy nụ cười của em như vậy hết đó. Thôi em vô nhà ngủ đi, anh về nha. Ừ, anh đi cẩn thận. Ê, bắt gặp quả tang đi chơi với trai mới về ha. Nè, chuyện đó có liên quan gì đến ba? Còn không liên quan. Cô bỏ làm đi chơi với trai, cô có biết á, ngày nay á, cách gọi ị xèo không? Tôi thất thoát biết bao nhiêu tiền không? Thằng đó là bồ cô phải không? Nó đang bao cô chứ gì? Nhìn nó cũng có tiền á. Đủ rồi đó. Trời ơi em ơi, thời buổi này là thời buổi nào rồi? Quen con gái người ta là phải lo. Ở đất Sài Gòn này ai không vậy? Em đừng nói với chị là yêu đơn thuần đó nha. Ngày mai bà cứ nhận khách massage, tôi sẽ đi làm bình thường. Còn nữa, nếu muốn tôi tiếp tục mang tiền về thì đừng có can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa, nghe chưa? Nè, nói vậy là sao? Em đừng có nói làm có chút vỏ chị sợ đâu nha. Lấy chút vỏ đó đó mà lo đi làm đi. Còn phải tìm người thân nữa đó. Đừng có mê trai. Thôi đủ rồi. Dạ chào Han, Han uống gì? Cho hai chai bia. Dạ được. Vô mày. Mẹ nó, dạo này xui quá, đen như chó luôn. Kiểu này chắc ăn cám cả lũ. Ê, tao nghe nói tụi Khanh Nam á muốn bảo kê quán ba này.
hay là nhờ mình băng qua đó. Thì tao nghĩ ít ra thì tao với mày cũng kiếm được chút cháu. Tao nghe nói á, đại ca của nó khó lắm. Tao ngán quá mày ơi. Đã ra giang hồ á thì mày còn sợ cái quái gì nữa? Không có cơm ăn á mới là điều đáng sợ hơn. Hai anh, hai anh cũng biết khánh nám nữa hả? Mà có cái gì không? À không, em với khánh nám có chút xích mích. Nhưng mà hai anh có thể cho em biết cách gặp khánh nám được không? Chuyện của mày á liên quan gì tụi tao? Vô mày. Vô. Hàn có thể giúp em được không? Thôi được rồi. Ok. Uống đi mày. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm chút. Sao chị? Có chuyện gì vậy chị? À, mấy bữa tôi đi qua lại nhà này nè, thấy đóng cửa. Tôi hỏi thăm hàng xóm thì nói anh lâu lâu mới ghé ở đây một lần. May quá, hôm nay tôi gặp được anh rồi. À, đúng là tôi rồi, có chuyện gì không? À, tôi là môi giới nhà đất. Hôm bữa tôi có dẫn khách xuống đây coi mấy lô đất, rồi họ đi ngang nhà anh, họ rất thích địa thế ở đây, đặc biệt là vườn hoa hồng vàng ở trước nhà, nên họ ngỏ ý muốn mua lại căn nhà này. Nếu anh chịu bán giá rất cao. Xin lỗi chị, căn nhà này tôi không bán đâu. Tôi đã hỏi thăm hàng xóm rồi, họ nói anh không ở đây, lâu lâu mới ghé thăm một lần. Anh coi được thì bán đi, bảo đảm giá rất cao so với những căn nhà ở xung quanh đây. Cho dù bất cứ giá nào tôi cũng không bán đâu. Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh suy nghĩ lại thì gọi cho tôi nha. Giá nhà đất bây giờ đang lên, trong thời gian này anh mà chịu bán thì sẽ không thiệt cho anh chút nào đâu. Nè, có gì liên hệ tôi nha. Cảm ơn chị. Anh Trung, anh cứ yên tâm. Ngày đầu hai đứa nhỏ chưa về để thắp nhang cho anh chị, căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn. Em hứa bằng bất cứ giá nào em sẽ tìm được hai đứa nhỏ trở về căn nhà này. Em em hồi nãy đi ngang chợ thấy dưa hoàng kim ngon quá, anh mua về cho em một ít nè. Thôi anh vô rửa tay rửa mặt đi rồi ra ăn cơm nha. Anh biết rồi. Đi anh. Cá rô kho tộ ngon quá, lâu lắm rồi anh mới ăn lại món này đó. Em đi ra đồng thấy chú Tư kiếm được mớ cá ngon, biết anh thích ăn nên em mua về cho anh ăn đó. Anh ăn nhiều đi. Vườn hoa hồng của anh trồng vẫn tươi tốt chứ? Anh làm lại cái hàng rào cho nó chắc chắn hơn, có mấy con gà nó bươi lên chóc gốc hết mấy cây rồi. Lần sau anh đi á, nhớ cho em đi với. Dù sao chuyện quét dọn nhà cửa phụ nữ làm vẫn tốt hơn đàn ông mà. Mấy chuyện giặt giảnh mà, em đi làm chi cho nó nắng đôi. À mà anh nè,
Em nghe nói nhà đất ở khu đó đang tăng giá dùng dục. Nghe đầu chính phủ sắp quy hoạch làm khu kinh tế mới đó. Ừ, em nhắc anh mới nhớ. Hồi nãy có người đồ mua nhà đó. Họ hỏi mua hả? Giá cả sao? Có được không anh? Anh đâu cũng muốn bán đâu, quan tâm chuyện đó làm cái gì? Anh giận Quý giữ cho hai đứa nhỏ đó sao? Dù bất cứ giá nào, anh cũng không bao giờ bán căn nhà đó. Cho tới khi nào anh tìm được hai đứa nhỏ, lúc đó tùy tụi nó quyết định vậy. Nhưng anh đã tìm tụi nó bao nhiêu năm rồi, cũng đâu có tìm thấy đâu. Lỡ như hai đứa nó không còn nhớ quê hương bản xứ hay những chuyện đã xảy ra thì sao? Anh không thấy, nếu nhớ nhà, tụi nó đã tìm về đây từ lâu rồi. Em à, những việc không phải của mình đó, thì mình không thể quyết định được. Và lại, căn nhà đó là một chút tình kia còn sót lại giữa anh và anh Trung thôi. Em có hiểu không? À, thôi mình ăn cơm đi. Từ đây về sau anh xin em đừng nhắc tới chuyện này nữa. Anh biết, từ lúc em lấy anh chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh, em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã nói như vậy. Anh đừng giận em. Em không cần giàu, cũng không cần nhiều tiền đâu. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, vậy là đủ rồi. Chuyện này em sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Anh ăn đi. Ăn cơm đi. Em làm món cá này ngon quá. Anh ăn hoài mà không thấy chán luôn á. Anh ăn nhiều đi. Em còn nhớ không? Cái ngày đầu mình gặp nhau á, em cũng làm cá rô kho tộ mời anh. Nhớ không? Chắc là em bỏ bùa vào món này phải không? Ừ, đúng rồi đó. Em bỏ bùa để anh không bao giờ rời xa em được. Vậy từ đây về sau em nhớ làm món này cho anh ăn hoài nha. Để anh mê em, không rời xa em được. Cho em nè. Em ăn đi. Rồi đi đi. Mày lẹ đi. Mày giờ mày suy nghĩ mày. Mày giờ thắng nãy giờ còn suy nghĩ gì nữa. Thắng gì? Chú đậu xe đây đợi con chút. Dạ. Gì? Mày tiếng lái hả? Nãy đủ mà. Tiền đâu đó coi rớt chứ á. Trời ơi tăng hồn lên. Ừ. Đánh đi. Để. Đánh đi. Ồ. Vậy? Ôi, đường ôi, công em ngon gì? Ngon gì vậy? Ngon quá. Dạ con đi nghe mẹ. Ừ. Con đi đâu sớm vậy con? Con có hẹn với mấy đứa bạn đi uống cà phê bàn một chút chuyện. Ừ. Đi về sớm nha con. Con biết rồi. Đi cẩn thận nha. Dạ con đi nghe mẹ. Cẩn thận nha con. Dạ. Mẹ. Hả? Anh Bình nói mẹ, anh Bình đi đâu vậy? Thì nói uống cà phê đi bàn chuyện gì với bạn mà. Con đi trước nha. Anh này nè nè. Dạ. Không phải trưa nay con hẹn với mẹ là học cái món cà ri gì sao? Cái đó để bữa khác đi. Giờ con bận rồi, con đi trước nha mẹ. Nè 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 nè. Nhi Nhi. Ây trời ơi. Con nhỏ này không biết chừng nào nó mới trưởng thành đây. Lúc nào cũng lóc cha lóc chóc. Thank you.
Em gái, em tìm ai vậy? Không, em tìm người quen thôi. Người quen hả? Có cần anh giúp không? Dạ khỏi, cảm ơn anh. Lẹ lẹ đi, em có chuyện quan trọng lắm đó. Dạ dạ. Chạy nhanh lên, nhanh lên đi anh. Dạ dạ dạ. Từ từ. Quẹo kìa anh, quẹo lẹ đi, có chừng mất dấu bây giờ. Trời ơi, anh mà chạy gần vậy chết em rồi. Đang theo dõi người ta mà. Rồi. Nói nè cô đợi đi. Mày ra. Đuổi theo. Mày nè, mày quay mày. Ê mày. Mất tiêu rồi. Đi đâu rồi ta? Mới thấy trẻ vô khu này mà. Anh đợi em một chút nha, em ra liền. Hả? Thôi, anh nghĩ là em nên trả tiền taxi cho anh đi. Chứ mà mấy cái vụ đánh ghen này á, anh sợ lắm. Thôi lát em kiếm xe nào đi. Dạ, cảm ơn em nha. Ai nữa vậy? Sao bữa nay em... Ê, mày ra cua em coi, được không? Không à. Em đi đâu mà ngơ ngác vậy em? Tìm người hả em? Tôi tìm bạn. Tìm người để anh chỉ cho. Mấy người làm gì vậy? Nếu mà tìm không ra người á, anh sẽ bắt đền anh cho em, được không? Tôi không cần đâu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như em á. Buông ra coi. Em tức giận á, nhìn em trong sáng đấy. Mà đẹp rạng ngời. Anh đi. Ôi, để anh chỉ đường cho. Mấy người buông ra coi, tôi la lên bây giờ á. La đi, em la lớn lên đi. Nè nè, tính làm gì vậy hả? Mày là thằng nào? Anh Bình. Tụi mày muốn gì? Mày là ai vậy? Đó là em gái tao. Em gái mày hả? Thì kệ em gái mày chứ. Nhưng mà tao thích sầm sỡ được không? Tao cảnh cáo tụi bay, đừng có làm trò này nữa. Mày tại sao em lại theo dõi anh? Em chỉ muốn biết là anh làm gì thôi chứ bộ. Anh đã nói cho em biết bao nhiêu lần rồi, em đừng có bao giờ xen vào chuyện của anh. Tại sao em lại bướng bỉnh quá vậy? Em bướng vậy đó. Không những bướng mà còn ngốc nữa. Em là đồ ngốc cho nên mới quan tâm anh. Suốt ngày để ý anh sống sao, vui buồn thế nào. Vừa bướng vừa ngốc nên mới thành ra nông nổi này nè. Đã không thương em vậy mà còn chửi em té nữa. Được rồi, thế em về. Em không về đâu. Tự em tới được thì em về được. Anh yên tâm đi về một mình đi. Sao em bướng bỉnh quá vậy hả? Em bướng gì đó, phiền phức gì đó. Không cần anh quan tâm bận tâm gì đâu. Anh đi về đi, em muốn ở đây một mình. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì em mới chịu về đây?
em bị bong gân rồi. Được rồi, leo lên đi anh cổng. Lên đi anh cổng về. Nhưng mà em nặng lắm á nha, anh cổng nổi không? Ờ thì coi như là anh bị quả báo đi. Lên đi anh cổng về. Ừ? Trời, sao em nặng quá. Đừng có xạo, dáng em là dáng chuẩn người mẫu, sao mà nặng được. Mà nè, không được quét mẹ đó nha. Em không có mét đâu, anh làm như em con nít nữa. Ờ, em đâu phải là con nít đâu, em là đứa lớn nhất trong đám con nít đó. Ghét quá, em về mét mẹ nào. Đó, hồi nãy nói là con mét mẹ mà. Em quên. Thôi, mình về nha. Nè, giữ cho chắc nha. Nhớ đó, không được về mất mẹ nghe chưa. Em biết rồi mà. Thủ trưởng, cậu còn ở đây thì tốt quá. Đã có manh mối mới về vụ buôn bán ma túy do băng nhóm tội phạm mà chúng ta đang điều tra. Theo thông tin mà tôi đang có được thì đêm nay bọn chúng sẽ di chuyển về phía ngoại ô thành phố. Cậu cùng mấy anh em bên đội phòng chống ma túy hãy di chuyển đến đó. Còn về phía công an địa phương tôi đã liên lạc rồi, họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Rõ. Vậy thì tốt lắm. Tất cả tình hình diễn biến ra sao lập tức báo cáo cho tôi biết. Dạ. Nè gái, nay đi chơi với người yêu hay sao mà đẹp quá vậy? Dạ. Trời ơi, lần đầu tiên thấy gái cười đó nha. Nay chắc trời mưa lớn quá à. Được yêu thì cứ yêu đi, kẻo uổng đời. Sao bây giờ anh còn chưa tới nữa? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Em nhất định sẽ đợi anh.
anh sẽ tới. Thế nào anh cũng sẽ tới. Anh xin lỗi. Anh đang định đến với em thì có công việc đột xuất anh phải đi. Anh muốn liên lạc với em nhưng không biết phải liên lạc bằng cách nào hết. Liêm à, tin anh đi. Anh đừng để em phải đợi anh trong lo âu như vậy nữa. Em thật sự không có đủ mạnh mẽ để chịu thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa đâu. Anh hứa sau này sẽ không có như vậy nữa đâu. Em đừng có khóc nữa. Liêm của anh phải cười thì mới đẹp. Cười lên đi. Cười lên. Anh có biết là em lo như thế nào không? Anh biết mà. Đừng khóc nữa. Nín đi. Cười lên. Em thấy cái điện thoại này có được không? Cái này dễ xài không em? Dạ dễ. Em để cho anh cái này, sẵn tiện em gắn cho anh cái sim mới luôn nha. Dạ. Anh. Ừ? Sao mình lại tới đây vậy? Vinh không muốn thấy trường hợp như sáng nay xảy ra thêm một lần nào nữa hết. Là sao? Thì coi như đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em mà. Tuy nó không được trau chuốt lãng mạn cho lắm, nhưng anh hứa lần sau sẽ làm tốt hơn. Với món quà giá trị thì em sẽ không nhận đâu. Em không nhận cũng không được đâu. Bởi vì em không có điện thoại thì làm sao mà liên lạc với anh được. Và trường hợp như sáng nay sẽ xảy ra, điều đó anh thật sự không muốn. Chờ anh chút nha. Xong cho em. Dạ, chỉ cần mua hiệu đồng hồ nào. Lấy cho chị cặp này. Dạ. Đây chị. Cái này bao nhiêu tiền vậy em? Dạ, cái này 9.3 triệu. Alo. Con đang làm gì đó? Con đang đi học chứ đâu mẹ.
Có chuyện gì không mẹ? Lâu rồi con không gọi điện về nhà. Mẹ lo quá nên gọi điện hỏi thăm con. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con biết rồi. Mệt mẹ ghê vậy. Tối ngày nói hoài có nhiêu đó à. Thôi giờ con bận rồi, không nói chuyện với mẹ nữa nha. Nè An Hạ, con nhỏ này thiệt tình. Suốt ngày điện thoại nói toàn chuyện thường mà. Không gửi tiền cho mình đi, vậy mình còn vui hơn. À, em lấy cặp này cho chị đi. Dạ, đồng hồ này bảo hành một năm nha chị. Em nhớ để vô hộp kỹ càng đẹp đẹp giùm chị nha. Dạ, để bảo hộp cho chị. Gửi thầy cô, con rất xin lỗi vì suốt khoảng thời gian qua. Đây mới là lá thư đầu tiên con gửi về. Thầy cô có khỏe không? Mọi thứ ở nhà vẫn tốt chứ? Con thật nhớ những ngày được sống tại nơi đó. Hiện tại cuộc sống của con ở nơi đây vẫn bình an. Con đã có những manh mối đầu tiên cho việc tìm lại gia đình mình. Con mong một ngày sớm nhất được quay về thăm thầy cô. Cho con gửi lời thăm anh Sáu. Và mong rằng thầy cô luôn khỏe mạnh. Alo. Em đang làm gì đó? Điện thoại em để đâu vậy? Có phải là bỏ lại trong hộp không? Dạ. Khi nào em nhớ tới anh thì em lấy điện thoại ra gọi. Anh đã lưu số trong máy rồi. Trong đó chỉ có một mình số của anh thôi. Lúc đó mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dù không có ở cạnh nhau, em có hiểu không? Ừ, em hiểu. Em đang làm gì vậy? Em đang viết thư gửi về quê cho thầy cô. Viết thư? À đúng rồi. Hay là bữa nào anh với em viết thư cho nhau đi. Cảm giác mà cầm lá thư của em đọc chắc là hạnh phúc lắm. Nhưng mà em đâu có biết gì nhiều về anh đâu. Mình chỉ mới biết nhau thôi mà. Làm sao mà em viết được? Thì em cứ viết về những điều mà em biết về anh chút xíu đó. Khi đó mình sẽ hiểu về nhau hơn. Không biết sao, anh chỉ muốn nói chuyện với em nhiều hơn thôi. Ừ, em biết rồi. Anh muốn nói chuyện với em nhiều lắm. Anh muốn ngày nào anh cũng được gặp em, nói chuyện với em. Lẹ đi cha, người ta hối kìa. Ê, đồng hồ mới luôn ta. Rửa chưa?
sao hôm nay lại tặng đồng hồ cho mình ta? Không biết là của An Hà hay là của An Nhi đi nữa. Mẹ. Mẹ thấy tài chăm sóc hoa của con mẹ giỏi không? Bụi nào ra bụi nấy, xinh lung linh như minh tinh luôn. Ừ, phải chi chuyện bếp núc con giỏi như vậy á thì đỡ cho mẹ biết mấy. Trời, làm gì giỏi một thứ thôi mẹ. Con mà giỏi quá, sau này lấy chồng về chồng con không biết làm gì thì uổng lắm. Trời. Anh Bình, anh thích không? Ờ. Người gì đâu vô duyên dễ sợ. Người ta hỏi có thích không, bỏ dùng nước luôn à. Thì ghét gì đâu. Trời ơi, nè, làm gì cây chết hết con. Không lẽ là của An Nhi? Quay. Hả? Bị gì vậy? Đó giờ thấy mày đeo đồng hồ đâu? Bữa nay ai tặng cho mày đeo vậy? Không phải chuyện của mày, mày lo chuyện của mày đi. Hai nói chuyện gì mà vui vậy? Đồng hồ này cũng hợp với anh quá. Trời trời ơi trời, đeo đồng hồ cặp luôn trời. Trời ghê quá. Nhưng mà thôi nhìn cũng xứng đôi vừa lứa đó. Cái đồng hồ này là của em hả? Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Nhưng mà em cố gắng làm một suất nữa thôi, anh sẽ trả tiền gấp đôi. Làm mấy suất chưa có đã gì hết em ơi. Dạ không được đâu. Em là một cô gái massage nguyên tắc nhất từ trước tới giờ mà anh từng thấy. Xin phép tôi về. Thôi em về đi. Mình đi chứ. Cô còn làm chỗ nào nữa không? Chỉ còn một chỗ nữa thôi. Chú mệt hả? Tôi ngồi đâu có gì đâu mệt. Tôi sợ cô mệt. Dạ con không sao đâu chú. À, khi nào chú mệt thì chú cứ nói với con nha. Lao động chân tay thì có gì đâu mệt. Thôi mình đi nha. Tôi về trước nha. Ừ. Nói nghe nè, mai mốt á có đi làm nhớ mang bịch cứu quả theo. Có chuyện gì dập tắt liền, chứ thấy không ổn rồi đó. Chổi hoài, đi về nè. Ê, mà tao nghĩ chắc xe cứu quả mới dập tắt được cái lửa này. Ê, đi về nè, chổi hoài ha. Đồng hồ đẹp quá ha. Chị Nhi. Hả? Hay là mình đi ăn đi, rồi mình về. Thôi, hôm nay chị hơi mệt.
Nói chung là hôm nay chị không đi đâu. Đi đi chị, hôm nay có anh Sáu với anh Bình đi nữa nè. Nè, ai nói gì? Thì đúng mà, anh Bình hứa là hôm nay sẽ mời mình đi ăn để trả công hôm bữa anh ra tay nghỉ hiệp đó. Cái thằng này ăn nói lanh chanh. Nếu mà muốn đi thì anh với em cùng đi, đừng có làm phiền mọi người, đi. Thôi. Anh Sáu à, em thấy là Bân nói đúng đó. Em cũng muốn có dịp nào mời anh một bữa mà. Mình đi ha. Đó, thấy chưa? Hẹn qua hẹn lại, chi bằng hôm nay đông đủ mọi người nè, mình đi luôn đi. Hay quá, chị em đi với. Nè, cái bà sư tử, tôi nhớ tôi chưa rủ chị mà. Ủa, chị mày đi với anh Bình chứ có phải đi với Cưng đâu. Mà Cưng lên tiếng mà hồi nãy á, có ai đó nói là không có muốn đi, vậy chị về cẩn thận nha. Ủa, ai nói vậy ta? Hình như ai nói chứ không phải chị. Không khí đang vui vẻ, chị cũng không muốn làm mất không khí của mọi người nữa. Ê, hả? Mình đi đâu vậy Bân? Đi, em biết có chỗ này vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Đi, 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 đi. Vô. Vô. Ngon quá. Uống đi anh Sáu. Đã ngon quá. Dạ mời chị. Em cho chị thêm một phần chân gà. Dạ. Cá bóp nướng với một cái lẩu. Dạ. Trời ơi, ở trên bàn đã 4-5 món rồi, tôi kêu thêm vậy ngồi ăn sao hết. Không có trả tiền á thì đừng có lên tiếng ha. Trời ơi, chứ chị cũng có trả đâu. Thôi Bân, im lặng đi. Thôi đừng cãi nhau nữa, sao cũng được mà. Em cho anh mấy món đó đi. Dạ. Ăn không hết phí mà. Nói cho Cưng biết, bữa nay á tâm trạng chị đang vui ha. Chỉ quan tâm tới người mình yêu thích thôi. Còn có loại cóc ké như em á, không có ảnh hưởng gì tới chị đâu. Con chị á là con gái thì người ta ăn ít ít thôi, cái gì đâu mà ăn. Thôi không nói ha. Vô 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 vô. 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 Anh Sáu, nhà nó gần đây hả? Cũng gần đây. Thôi, uống cho em một ly đi, nãy giờ thấy anh không uống. Vô. Tôi cũng uống nhiều. Anh cứ uống với anh Bình đi. Người ta nói nam vô tủ như kỳ vô phong. Không lẽ bây giờ anh bắt anh Bình á, mời anh một lần nữa để cảm ơn. Anh cứ uống đi, anh biết tủ lượng của em mà, còn như em rước hết. Không phải nói ngoa chứ, thằng Bân này á, nổi tiếng khắp giang hồ là ngàn ly không sai đó nha bà chị ham ăn. Được thì hẳn nói. Nói mà làm không được á, người ta cười vô mặt cho. Đó. Mời 100% nghe. Vô. Vô. Vô 100 nha. Vô. Thôi. Thôi mọi người ăn đi, đồ ăn nhiều mà. Ăn đi. Chị Nhi ăn nha. Trên đường về á, con có muốn ăn gì không? Tôi ghé mua. Con mệt quá, con không muốn ăn gì đâu. Cô á, chú ý tới sức khỏe nha. Tôi thấy cô làm như vậy coi chừng mất sức lắm đó. Dạ, mình về thôi chú, giờ con chỉ muốn ngủ thôi. Ông nè. Ê, này, đất, thằng này. Cái này là gió thổi thôi. Đứng đàng hoàng coi. Đi được không? Được, được chứ. Bân không hề xỉn nè nha. Yếu mày đặt ra gió. Nè, mắt nhìn bên chị An Nhi nhưng mà lỗ tai ngay bên này nha. Nếu mà chị nó yếu ra gió thì kêu một vòng bia nữa cho em với chị uống nè, có ai xỉn biết liền.
Thôi, mày xỉn rồi. Anh Sáu, Bân xỉn lắm rồi, đưa Bân về đi. Em muốn xỉn. Bây giờ hôm nay sẵn dịp này, đầy đủ mọi người, em xin tuyên bố một chuyện luôn. Gì nữa? Chị An Nhi, chị đẹp lắm. Em thương chị. Cái gì vậy? Mày xỉn rồi, đi về ngủ thôi. Em có nói gì bậy bạ đâu. Nè, nếu bây giờ anh không tin em tỉnh đó thì em sẽ thể hiện mình. Chị An Nhi, vậy xem đây, em sẽ đi và không cần ai dịnh. Được không chị? Được, anh cứ buông ra. Đó, thằng Bằng nè. Trời đất ơi, em giỡn thôi, giỡn thôi. Liêm, Bân, có sao không? Sao không vậy? Xịn quá rồi. Không có sao, không sao. Ủa, mà anh Sáu đi đâu vậy ta? Anh Sáu chắc là đi mua bia nhậu tiếp đó. Xịn quá rồi anh Bân ơi. Không có xịn nha. Bây giờ mọi người buông em ra đi. Phải tin tưởng em chứ. Phải tin tưởng em. Buông ra. Nè, mẹ nói là xịn quá rồi mà. Trời ơi, Bân, buông thì dữ vô. Xịn quá rồi. Trời ơi. Liêm ơi, Liêm. Liêm. Cái gì kỳ công vậy? Dạ tôi xin lỗi. Đi đâu chạy dữ vậy cha? Bộ mắt mũi để đâu hả? Xin lỗi anh. Dạ tôi đang gấp. Xin lỗi. Dạ. Tình yêu em ơi, cút bắt trò chơi. Anh sẽ trốn khi em đuổi tìm. Bân, Bân, thằng quỷ sứ này tính sao đây? Hay là để nó ở đây luôn đi? Biết nhà nó ở đâu mà đưa nó về? Sao em lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình hết vậy? Tốt bụng quá ha. Chị đưa nó về đi. Bị đặt. Em. Thôi, hai em đừng cãi nhau nữa được không? Được rồi, không mấy em cứ về trước đi. Anh ở đây chờ anh Sáu. Đúng rồi. Không có được, em phải ở đây với anh chứ. Sao để anh lẻ loi ở đây được? Một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Ê, kìa, kìa, ổng về đó kìa. Trả cuốn nợ này cho ổng đi. Xin lỗi mọi người. Anh Sáu, anh có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Một lần yêu. Bân, một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Bân, mày ổng gốc cây làm gì vậy? Gốc cây đâu anh, đây là cái tháp bia mới kêu đâu. Trời đất ơi, mày xỉn lắm rồi, đi về. Làm phiền mọi người quá. Bân nó xỉn rồi. Tại sao mình lại vô dụng như vậy chứ? Tại sao mình đuổi không kịp Liêm? Tại sao như vậy chứ? Thank you.
Có chuyện gì? Cái này là sao? Anh xin lỗi, anh không thể nhận món quà đắt tiền vậy được. Không nhận? Vậy sao túi quà anh lại đeo? Anh tưởng là quà của mẹ. Của mẹ hả? Anh nghĩ sao mà của mẹ vậy? Rõ ràng là em đã viết tờ giấy để trong hộp mà. Sao lại nó không biết? Chắc là do anh, anh đã không để ý. Nhưng mà nói tóm lại là món quà này đắt tiền quá, anh không thể nhận được. An Hà, em vẫn còn đang học, em phải dùng số tiền này cho mọi thứ nữa chứ. Em đừng có xài phung phí như vậy. Còn tấm lòng của em, anh cũng biết mà. Cái đồng hồ này là một đôi, em mua để tặng cho anh, tại sao lại nói là phung phí được? Em không cần biết, em đã mua rồi, Thành phải đem nó đi. Anh đem nó đi. Thôi anh có việc, anh phải vào thay đồ đi gấp đi. Đồ chảnh chó. Đồ của An Hạ này tặng mà anh dám trả lại hả? Anh tưởng anh là ai? Anh dám làm nhục tôi như vậy hả? Thật là tức chết mà. Good morning, anh. Nhức đầu quá. Nhức đầu muốn chết. Trời ơi, hôm qua uống bây giờ còn nhức đầu luôn á. Ủa, sao tự nhiên anh ngồi thử lượng đóng đây vậy? Tay anh sao vậy? Sao băng bó? Không có gì, tao chỉ bị trầy thôi. Ồ, bộ tối hôm qua đánh lộn nữa hả? Em không nhớ gì hết á, xỉn quá trời. Tao đã tìm thấy cô ấy. Ai? Chị Liêm hả? Ừ. Rồi sao? Tao đuổi không kịp Liêm. Cái gì đuổi không kịp? Trời ơi, thiệt tình á, Sài Gòn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Anh không đuổi kịp, biết lần sau sao tìm được. Rủi tối hôm qua anh uống xỉn, rồi anh cũng nhìn lộn người ta rồi sao? Không, sao tao lộn được, tao thấy rõ ràng mà. Vậy hả? Ừ. Thôi bây giờ cứ cho là không làm đi. Ông bà ta có câu, hữu duyên thiên lý năng tương hộp. Năng tương ngộ. Anh đừng có buồn, có duyên sẽ gặp lại nhau thôi. Anh thấy Dương Quá với cô Long không? Người ta cách xa nhau tới 16 năm mới gặp lại. Còn anh với lại chị Liêm cũng đâu có bao lâu đâu mà anh nản. Với lại lúc đó Dương Quá phương tiện đi lại chỉ có một con chim điêu thôi, nên tìm chậm là đúng rồi. Bây giờ thời đại phương tiện nó bùng nổ, không có tiền thì đi xe ôm, có tiền chút thì đi taxi, còn thôi đặt du bờ, ráp này kia đồ. Chắc chắn anh sẽ tìm ra được sư mẫu mà. Anh cứ coi anh là Dương Quá đời đầu đi, còn sư mẫu Liêm là cô Long đời cuối. Đừng có nản nha, em ủng hộ anh. Đó, cười là được rồi. Anh cứ yên tâm đi, dù lên núi đao hay xuống chảo dầu, anh mà kêu nhảy là em nhảy chung với anh liền á. Tao thấy dạo này mày nặng lắm rồi đó. Thì anh nuôi em kỹ thì em phải nặng thôi, mới lên cân. Không phải, ý nói mày khùng á. Nè nè, anh không có nói em khùng nha. Anh nói em khùng là em giận đó. Hôm bữa đi khám bác sĩ, bác sĩ khen em bị tâm thần.
Thằng này, vô rửa mặt đi. Thôi, em đi vô rửa mặt đây. Thank you.